Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home nhé. Hôm nay Smart Home giới thiệu với các bạn về cái mạch rót rượu V2 nhé. Ở trước thì mình bán bản V1 này. Bản V1 mạch nó nhỏ gọn mà nó rời hết ra này, cái biến trở này, đây là cảm biến này. Đấy, đây là biến trở này. Ở đây nguồn vào này. Đấy. Thì hiện tại thì đợt này cái PCB của cái loại này nó đang bị hết và khan hàng rồi. Thế nên bên mình chuyển sang bản V2. V2 thì bên mình sẽ phải kho có nhiệt lại này. Rồi về linh kiện thì nó vẫn như vậy thôi. Chẳng qua là nó được câu rời ra. Đây, mạch thước đây. Đấy, mạch V2 thì nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì đây đầu ra thì vẫn là đầu ra này. Còi thì bên mình câu luôn ra dây này này, và còi này. Cái biến trở VR ở đây thì mình câu luôn ra biến trở VR này. Cả biến chạm này. Đấy, ở đây dùng cảm biến chạm hộp ngoại nhé, bên mình câu sẵn luôn, đây là hộp ngoại của biến chạm này. Đấy, hộp ngoại thì câu bên này, hai mạch thì giống hệt nhau, khác nhau thì cảm biến chạm và cảm biến hộp ngoại thôi. Thì điện áp sử dụng thì hai mạch hoàn toàn giống nhau, các bạn mua phiên bản 5V thì vẫn chạy là 5V, các bạn mua phiên bản 12V thì chạy 12V. Đấy, bây giờ mình sẽ test, bản này thì quá nhiều video rồi, mình không test nữa, bây giờ mình sẽ test cái bản này cho các bạn xem nó có khác biệt thì không nhé. Đây, lắp động cơ vào đây. Hai bản này thì vẫn dùng vi điều khiển để điều khiển, giống như hệt nhau. Hôm qua là cái mạch này thì trước là bên mình sử dụng ứng dụng mạch bắt sinh, nhưng mà bây giờ không dùng nữa thì mình dùng PCB này chuyển sang rót rượu giơ tay, nên là nó phải câu dây thôi. Câu dây thì bên mình kho có nhiệt rồi, test các kiểu ok, chế độ giống nhau. Đây, máy bơm và cảm biến chạm vẫn là lắp vào đây. Máy bơm lắp vào đây nhé. Anh này đang chạy được điện áp 5-12V nhé. Mình cấp vào. Đấy, vẫn cốt cũ, vẫn giống hệt nhau. Chạm vào đây thì là nó ấy thôi. Vẫn ở đây chạm một tí này. Đấy. Tăng thời gian lên này. Hôm qua là mạch câu ra ngoài, thì bên mình làm video để các bạn phân biệt không có thì bán rồi các bạn lại thắc mắc tại sao nó lại hai phiên bản. Đây bây giờ dùng sang phiên bản ra ngoài này. Ừ, ngoại như thế này, phiên bản này, cắm nguồn này. Đấy. Xe đèn này. Đấy. Đây vẫn có led báo bình thường ấy. Tăng thời gian lên. Đấy. Ở đây thì là mình sẽ không bán phiên bản rời mạch nữa. Bởi vì rời mạch thì cái mạch này câu dây ra nhìn các bạn về nó khó làm, nên là bây giờ bên mình sẽ bán phiên bản full luôn, một là kèm hồng ngoại, hai là kèm cảm biến chạm, còn bơm và nguồn thì các bạn có thể mua rời. Nhưng ngày trước mình bán như này này thì các bạn về có thể nhiều bác có cảm biến rồi về muốn tự lắp cảm biến, nhưng mà bán này thì mình fix luôn, nó nhanh mà mình khò kiếp hết rồi mình test thì lúc mình bán nó chạy rồi nó cũng dễ hơn. Đấy, mạch nhỏ gọn hơn nhé. Đấy, cách nhiệt tốt, cách điện. Có nhiệt thì mình chỉ co cái phần này thôi, chứ có phần IC công suất thì không co. Máy bơm thì đây mà với 385. Bản này bên mình đang bán cả loại bơm 6V, cái đấy thì các bạn có thể tùy chọn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.